Cựu Thủ tướng Việt Nam lần đầu xuất hiện sau khi rời nhiệm sở tại Thiên Hưng, một ngôi chùa nhiều người coi là thiêng ở Bình Định, để khẳng định thêm tuyên bố dáng làm người tử tế. Trong các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội được cho là chụp đầu tuần này, ông Dũng tươi cười nói chuyện và chụp chung ảnh với các nhà sư của chùa. Khi được hỏi rằng vì sao các quan chức ở Việt Nam thường chăm đi lễ chùa, ông Trần Hoàng Hảo, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA Việt ngữ. Cái đó là một cái sự tín ngưỡng của người ta, mình đâu có thể nào ngăn cản được. Người ta chỉ làm những cái điều gì mà nhà nước không cấm thôi. Đã nói là tự do tôn giáo mà, tự do tín ngưỡng mà. Người quan chức thì quan chức, cái quan chức thoát ra cái bộ đồ là của công chức. Người ta đâu có làm gì khác đâu. Người ta đâu có lên chùa, người ta xin người ta ông này bà nọ đâu mình nói. Ông Dũng chính thức nghỉ hưu đầu tháng này sau khi người kế nhiệm Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội thông qua và tuyên thệ nhậm chức hôm 7 tháng 4. Lời khuyên dáng làm người tử tế, sống tử tế của ông Dũng trong phiên họp cuối cùng trên cương vị người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã thu hút nhiều quan tâm của dư luận. Theo báo chí trong nước, đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng từng tới thăm chùa Thiên Hưng.